Mùng 4 Tết này, Khát Vọng Mùa Vàng cùng quý vị khán giả Vi Vu đến tỉnh Vĩnh Long để gặp gỡ chị Lê Ngọc Hiền. Vì niềm đam mê với nông nghiệp, chị Lê Ngọc Hiền đã chấp nhận chuyển đổi công việc đã có 13 năm kinh nghiệm để khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao tại phường Trường An, thành phố Vĩnh Long. Bên cạnh đó, chị Hiền chọn cho mình hướng đi mới trong nông nghiệp, đó là kết hợp mô hình này với hình thức du lịch. Mời quý khán giả đón xem chương trình Khát Vọng Mùa Vàng được phát sóng vào lúc 19h15 phút thứ tư ngày 25 tháng 1 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.